Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tử vi số mệnh. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe về tử vi chọn đời cho nam mạng. Tuổi Tân Tỵ, người sinh năm 1941 và 2001. Mệnh Kim, giải nghĩa là vàng sáp ong. Số sinh cách trở quê hương. Lập nên cơ nghiệp phải hai ba lần. Thành nhân cũng tự lập thân. Hai bàn tay trắng tạo nên gia đình. Thuận sinh giàu có đã đành nghịch sinh như thể cua con gãy càng. Đặng sinh sung sướng là chàng. Lòng ở ngay thẳng thánh thần độ cho. Ở cho biết phải biết điều. Lòng thành kính Phật ít nhiều có ăn. Số có chức phận môn đỉnh. Không thầy cũng thợ ít khi bần hạn. Khi nên trời cũng chiều lòng. Thái vinh sự nghiệp thanh nhàn hồi sau. Cuộc sống. Tuổi tân tị cuộc đời tuổi nhỏ nhiều đau xót. Số không nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình thân tộc cuộc đời lúc nào cũng muốn đi hoang vì buồn chán cho kiếp sống của mình tuổi Tân Tỵ chưa có dịp may về công danh cũng như mọi hoàn cảnh trên cuộc đời luôn luôn có những sự buồn lòng hơn vui vẻ số kiếp phải trải qua nhiều sóng gió cuộc đời còn trải qua nhiều thương đau không bao giờ được sự an ủi dù rằng của tình thân tộc hay gia đình tóm lại tuổi Tân Tỵ phải vượt qua nhiều khổ đau của cuộc sống hậu vận mới an vui được tuổi Tân Tỵ có số tử vi rất tốt con người không ưu nịnh bợ a dua chỉ sống cho mình và tự mình gây dựng sự nghiệp, số hưởng thọ trung bình từ 56 đến 60 tuổi. Nhưng tùy theo sự ăn ở hiền lành hay hung ác, sống hiền lãnh thì được gia tăng niên kỷ, sống hung ác thì giảm kỷ, đó là hình phạt của tạo hóa vậy. Tình duyên Về tình duyên được may mắn lúc đầu nhưng vào giữa cuộc đời thì lại có nhiều thắc mắc, số không chọn lời nguyền, cuộc sống phải nối tiếp về chuyện tình duyên liên tục. Và vì nhiều mặc cảm, nên vấn đề tình duyên có nhiều thay đổi vì vấn đề này. Vậy muốn biết vấn đề tình duyên trong cuộc đời bạn ra sao, hãy xem vào tháng sinh của bạn để quyết định cho cuộc đời bây giờ và trong tương lai của bạn. Nếu bạn sinh vào những tháng này thì bạn phải qua 3 lần thay đổi tình duyên, đó là bạn sinh vào những tháng 5, 6 và 9 âm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn phải 2 lần thay đổi tình duyên, đó là bạn sinh vào những tháng 1, 2, 7, 10, 11 và 12 âm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng này thì đời bạn được hưởng hạnh phúc suốt đời đó là bạn sinh vào những tháng 3, 4 và 8 âm lịch. Trên đây là số phận của bạn phải trải qua nhiều cuộc tình duyên tùy theo tháng sinh của bạn mà quyết định cuộc đời theo số phận. Gia đạo, công danh Phần gia đạo có hơi bê bối, không được hoàn toàn êm đẹp, có nhiều sự phiền muộn trong lòng, gia cảnh bao giờ cũng có sôi động và những biến động. Công danh lên bổng xuống trầm, đường công danh không có phần sáng tỏ, luôn luôn bạn cảm thấy có nhiều ưu tư phiền muộn về vấn đề công danh có phần phức tạp. Tuy nhiên vào khoảng tuổi 30 trở đi đường công danh mới có kết quả hay ít ra cũng có tên tuổi với đời. Cuộc đời không mấy may mắn về đường công danh, mà chỉ có thể phát triển về nghề nghiệp mà thôi. Về vấn đề tiền bạc rất thiếu kém và luôn luôn thiếu kém cho đến tuổi 35 trở đi, vấn đề tiền bạc bạn mới có thể tìm thấy hy vọng về tiền bạc, sự phát triển về vấn đề tài lộc cũng có vào tuổi này vào từ 35 tuổi trở đi. Sự nghiệp được vẻ vang và có nhiều triển vọng nhất là năm bạn ở vào tuổi 36, 37 trở đi. Ngoài ra trong vòng 30 tuổi trở xuống, bạn còn lắm sầu khổ, không bao giờ được yên vui khỏi lo nghĩ và buồn bực. Bạn cũng không nên buồn vì đó là số kiếp và tuổi bạn phải chịu như vậy. Bạn có muốn vượt lên cao cũng không được, phải chờ đợi đến lúc mà tuổi bạn hợp với hoàn cảnh, bạn mới có thể phát triển tiền tài, sự nghiệp và công danh được. Những tuổi hợp làm ăn Trong sự làm ăn hay hợp tác phát triển nghề nghiệp, bạn muốn không có sự vấp ngã, cuộc đời không dẫm lên sự thương đau của hoàn cảnh sống thì bạn đừng bao giờ có thể hợp tác với những người mà tuổi xung khắc với tuổi tân tỵ của bạn. Điều cần nhất là trước khi hợp tác làm ăn hay phát triển nghề nghiệp, nên lựa chọn những tuổi được kể dưới đây mà hợp tác hay hùn hợp cộng tác làm ăn và phát triển nghề nghiệp, chẳng những không xung khắc mà còn thành công trên mọi lĩnh vực của cuộc đời, đó là các tuổi hợp với tuổi tân tỵ như tân tỵ đồng một tuổi, nhâm ngọ, mậu tý, đinh hợi. Những tuổi trên đây rất hợp với tuổi tân tỵ trong mọi lĩnh vực trên cuộc đời nên cẩn thận và nên hợp tác với những tuổi này thì cuộc đời sẽ không bao giờ mang lấy thất bại hay xảy ra những sự đau buồn. Lựa chọn vợ, chồng. Trong việc lựa chọn hôn nhân và hạnh phúc cũng rất liên quan mật thiết với cuộc đời, cho nên trong việc lựa chọn lương duyên cũng nên tìm được người cùng tuổi với mình cho hợp mới có thể thúc đẩy cuộc đời đi vào con đường sang cả. Sức sống của cá nhân và của cuộc đời bạn tùy thuộc vào ở hạnh phúc, hạnh phúc gặp tuổi trùng hợp thì việc làm ăn mới khá và sự hòa thuận em vui là nguồn an ủi duy nhất và rất tối cần cho cuộc đời. vậy nên bạn cần lựa chọn những tuổi có thể làm cho bạn thoải mái tinh thần, phát đạt về tài lộc cũng như về công danh, nghề nghiệp. đó là các tuổi Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Ất Dậu, Đinh Hợi, Mậu Tý, Kỷ Mão. bạn kết hôn với tuổi Tân Tỵ và Nhâm Ngọ, cuộc đời bạn sống vinh hiển và đầy đủ về tiền tài, con cái đông đủ. bạn kết hôn với tuổi Ất Dậu và Đinh Hợi, cuộc sống có phần phát triển, cuộc đời không có những lo nghĩ trong lòng bao giờ công danh và sự nghiệp cũng lên cao, kết hôn với tuổi Mậu Tý và Kỷ Mão, bạn hoàn toàn thành công trên mọi lĩnh vực nghề nghiệp, phát triển mạnh về tài chính, giàu sang con cái nhiều và êm ấm. Trên đây là các tuổi mà bạn kết duyên thì cuộc sống trở nên tấn phát mau chóng. Nếu có trường hợp mà bạn kết hôn với những tuổi sau đây, bạn chỉ hưởng được một cuộc sống trung bình mà thôi, vì những tuổi này chỉ hợp về đường tình duyên mà không hợp về đường tài lộc. Đó là các tuổi Giáp Thân, Quý Dậu, Ất Hợi những tuổi này bạn kết duyên thì chỉ có một cuộc sống trung bình mà thôi bạn nếu kết duyên với những tuổi này cuộc sống bạn lại càng khó khăn hơn và có thể trở thành nghèo khổ bần hàn vì tuổi khắc kỵ không bao giờ thoát được cảnh ngang trái nghèo túng của cuộc đời đó là bạn kết duyên với những tuổi bính tuất nhâm thìn canh thìn giáp tuất những tuổi này làm cho cuộc đời bạn không thoát khỏi cảnh nghèo túng vì gặp tuổi không hợp và có phần xung khắc có những năm mà bạn không nên cưới vợ vì những năm ấy rất khắc kỵ quá nặng với tuổi bạn những năm này mà bạn kết duyên thì gặp cảnh xa vắng, khó thành công về việc tình duyên hay phải trải qua nhiều sự khổ tâm không làm sao tránh được những đau buồn của cuộc đời. Đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi 21, 27, 33, 39, 45 và 51 tuổi. Những năm này rất đại kỵ hiệp hôn và nếu có tình duyên rồi thì phải chịu cảnh buồn phiền xa vắng vì những năm đại kỵ của tuổi bạn. Bạn sinh vào những tháng này cuộc đời bạn rất có nhiều thê thiếp vì có số đa thê hay ít ra cũng phải chịu đau khổ vì đàn bà. Đó là bạn sinh vào những tháng 1, 5, 6, 9, 10 và 12 âm lịch. Nếu bạn sinh đúng vào những tháng này số bạn sẽ gặp nhiều vợ hay thay đổi việc vợ chồng. Những tuổi đại kỵ Sau đây là những tuổi đại kỵ nhất trong cuộc đời bạn trong mọi hoàn cảnh hay mọi khía cạnh trên cuộc đời vì gặp nhằm tuổi này bạn sẽ có nhiều buồn tuổi, thất bại, tuyệt mạng hay thường chịu cạnh biệt ly ở khoảng giữa cuộc đời các tuổi này rất xung khắc và rất đại kỵ, đó là các tuổi quý mùi, kỷ sửu, canh dần, Ất mùi, mậu dần, đinh sửu. Những tuổi này kết bạn kết duyên hay hợp tác làm ăn phải chịu cảnh thất bại hay những việc xảy ra quan trong nguy hiểm đến tánh mạng và cuộc đời mình. Khi trong vấn đề tình duyên, hạnh phúc mà gặp tuổi kỵ thì nên âm thầm ăn ở với nhau, không nên cưới hỏi hay việc hôn nhân có tánh cách trọng đại. Khi gặp sự làm ăn mà có tuổi kỵ thì nên tìm một quyết định hay không nên tiếp tục hợp tác. Gặp tuổi kỵ của người trong gia đình thì nên cúng sao hạn từng năm cho cả các tuổi thì được giải hạn. Những năm khó khăn nhất Tuổi tân tỵ phải trải qua những năm khó khăn nhất trong công việc làm ăn cũng như trong mọi lĩnh vực nghề nghiệp, cuộc đời mang nhiều cay đắng. Đó là những năm bạn ở vào số tuổi 27, 29, 39 và 42 tuổi. Những năm này bạn nên cẩn thận và rè rạt trong mọi công việc làm ăn cũng như về gia đạo vì có thể gây ra lắm chuyện đau buồn cho cuộc đời bạn. Ngày giờ xuất hành hợp nhất Tuổi tân tỵ hợp vào những ngày lẻ, giờ lẻ và tháng lẻ. Bạn nên xuất hành vào những giờ khác nói trên, công việc làm ăn đi xa hay mọi công việc khác, bạn sẽ được toại nguyên và không bao giờ mang lấy thất bại trong đời. Nên cẩn thận mà xuất hành cho đúng lúc và ngày giờ nói trên, bạn sẽ đoạt được nhiều thắng lợi cho bạn. Những diễn tiến từng năm Từ 26 đến 30 tuổi, 26 tuổi còn nhiều thắc mắc, chưa yên trí trong mọi dự tính, chưa thực hành được những dự tính của mình. Tháng 7 và 8 lại có những chuyện buồn khổ cá nhân. 27 tuổi, bước qua mọi giai đoạn tiến triển của sự nghiệp, còn nhiều vấp ngã mới thành công hy vọng và những tháng 10 và 11 âm lịch có kết quả về tài lộc. 28 tuổi, những tháng đầu thành công đôi chút về tiền bạc, vào giữa năm hơi bê bối, vào cuối năm thì được hy vọng thành tựu về sự nghiệp, công danh. 29 tuổi, có triển vọng tiến lên và công danh sự nghiệp lẫn tiền cơ hội phát triển và có phần sáng tỏ hơn. 30 tuổi năm này yên tĩnh nhất trong đời bạn. Tuy nhiên cũng có nhiều đổ vỡ về nghề nghiệp và danh vọng Từ 31 đến 35 tuổi 31 tuổi Thành công vẻ vang về tài lộc lẫn tình cảm Những vấn đề nghề nghiệp vẫn chưa yên phận 32 tuổi Còn một vài thắc mắc về tâm trí Vào những tháng 5 và 6 âm lịch được khá hay đẹp về việc làm ăn Nghề nghiệp được phát triển mạnh mẽ Kỵ thắng chập không nên đi xa 33 tuổi Năm rất khác cho tuổi bạn Hãy đề phòng tai nạn hay bệnh hoạn bất ngờ 34 tuổi Vượt qua những khó khăn có phần phát triển về sự nghiệp, công danh được lên cao. 35 tuổi, hoàn toàn thành công trên cuộc đời, nên đề phòng những tháng 3 và 6 âm lịch coi chừng gặp nạn. Từ 36 đến 40 tuổi, có thể gặp nhiều may mắn và được thành công vẻ vang về nghề nghiệp cũng như về cuộc đời. 36 tuổi, hoàn toàn hy vọng vào khả năng của bạn. 37 tuổi, được nhiều tốt đẹp trên vấn đề nghề nghiệp. Năm 38 tuổi có chuyện buồn phiền trong gia đình và đặt chọn hy vọng và khả năng phát triển nghề nghiệp. 39 tuổi, năm thanh bình và yên ổn, mọi việc đều có thể êm đẹp hoàn toàn không có gì quan trọng xảy ra trong cuộc đời bạn. 40 tuổi, ít sóng gió và phải cần đến gia đình an ủi nhiều hơn la việc ngoài đời, cẩn thận khi đi xa, tháng 8 và 11 âm lịch có đau nặng. Từ 41 đến 45 tuổi, 41 tuổi, còn nhiều lo âu cho vấn đề gia đạo, chuyện làm ăn có nhiều trở ngại nhỏ, Năm 41 không được hay đẹp lắm, gặp năm xấu làm ăn khó khăn. 42 tuổi, năm này khá hay vậy bạn nên đi xa, hùn hợp làm ăn thì có nhiều khả quan nhất là 2 tháng 8 và 9 âm lịch. 43 tuổi gặp sao hình tiền, năm làm ăn phát triển mạnh nhưng vào tháng 5 và 6 có bệnh nhỏ, hay gặp nhiều chuyện rủi ro về gia đạo. 44 tuổi, có nhiều rắc rối về việc làm ăn vào những tháng 3 và 4 âm lịch, ngoài ra những tháng khác làm ăn bình thường. Năm 45 tuổi, đầy đủ khả năng sáng tạo việc làm ăn và hạnh phúc vui vẻ, năm này không xảy ra việc gì quan trọng. Từ 46 đến 50 tuổi, 46 tuổi khá lắm, nên phát triển khả năng nghề nghiệp, hùn hợp mua bán thì thâu đoạt nhiều tiền bạc. Năm 47 tuổi, năm đầy đủ tất cả mọi khía cạnh và sự sống, cần mẫn là một điều hay đẹp cho gia đình hạnh phúc của bạn. Năm 48 tuổi, công việc làm ăn có nhiều thất bại nhưng đừng quá tự ái và bi quan, cuối năm sẽ có nhiều món lợi khác thay thế cho những trở ngại của bạn. 49 tuổi, năm gặp sao xấu nên đề phòng bệnh hoạn trong gia đình, hay cho bản thân không được tốt, nhất là vào những tháng 6 và 9. Năm 50 tuổi, có một thành công nhỏ, nhưng không nên làm gì lớn lao sẽ có nhiều thất bại, cần thành thật trong việc làm ăn và tiết kiệm tài chính là một việc hay. Từ 51 đến 55 tuổi, 51 tuổi, cuộc sống trở lại bình thường, khả năng và việc chọn lựa người hợp tác được thỏa mãn theo ý muốn của mình vào những tháng cuối năm, công việc làm ăn không được kết quả như ý muốn. 52 tuổi cho đến 55 tuổi, những năm này về chuyện làm ăn bình thường, có xảy ra nhiều khó khăn nhưng không quá quan trọng lắm. Về cá nhân nên lo bảo vệ sức khỏe đừng phung phí quá không nên. Từ 56 đến 60 tuổi, tuổi này không thâu đoạt nhiều kết quả về tài chính, Việc làm ăn cũng không phát triển được mấy, tuy vậy cũng phải từ từ mà tiến theo cuộc sống. Đừng nên quá bi quan và cũng không nên lạc quan vì những năm này là những năm mà bạn có nhiều lo sợ nhất cho gia đình và cho cá nhân bản thể. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian xem kênh tử vi số mệnh. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ những thông tin ý nghĩa này đến những người mình yêu quý nhé.